nóng dữ lắm. Xin chào các bạn, đây là Nancy của Nancy Lifestyle. Các bạn có khỏe không? Hôm nay là tháng 12, ngày 6 Tây là sắp sửa Noel tới rồi. Thì Nancy ở Cali mùa này thì so với những cái tiểu bang khác thì cũng không có lạnh lắm, nhưng mà nó cũng 60, 59 thì so với Nancy thì là nó cũng lạnh. Mà mùa đông thì nó dễ bệnh lắm các bạn biết không. Thì Nancy sẽ chia sẻ cho các bạn một cái nước uống nó đã giúp Nancy được rất là nhiều. Bạn biết á, khoảng 3-4 tháng trước á, tự nhiên cái ngày đẹp trời Nancy ngủ dậy cái Nancy đi không có được, cái chân nó đau cái gù gối giống như là mình bị gai, bị khớp ở đâu đó, mình ngồi không đi không được, mình leo lên xe cũng không được, Nancy nằm coi như liên tục luôn á. Thì uống thuốc giảm đau thôi. Vậy chờ đi gặp bác sĩ xương. Thì trong thời gian nằm vậy đó thì cái Nancy vô tình, Nancy bấm lướt qua internet vậy đó. Thì các bạn biết đó là sở thích Nancy đó là Nancy thích ăn thơm lắm. Nhà Nancy lúc nào cũng có trái thơm á, pineapple đó. Thì cái Nancy bấm thì Nancy thấy một cái bài ở trên mạng đó, người ta để mà nhiều lắm, không có phải là chỉ một người. Người ta nói cái vỏ thơm á, nó giúp đau nhức hoặc nhiễm trùng rất là nhiều. Mà nó có nhiều vitamin, nhiều cái kháng thể để mà giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh đó. Nhưng mà quan trọng là cái vỏ thơm nó có một cái chất mà người ta dùng để người ta trị mấy người arthritis á. Cái vỏ thơm với cái cùi thơm. Thì Nancy mới suy nghĩ, ủa tại sao mình cứ liệng hết cái vỏ thơm hoài mỗi lần mình nấu. Thì sau khi đọc cái bài đó, sẵn mình cũng đang đau chân mà cũng đang không có việc làm nữa, nên Nancy mới thấy vậy. Nancy mới lấy cái trái thơm, xong rồi Nancy làm y chang như cái bài thuốc đó chỉ, nhưng mà Nancy thêm một chút gia vị chút xíu cho nó giống như nó dễ uống vậy đó. Thì sau khi Nancy nấu xong, Nancy uống, các bạn không thể nào tưởng tượng được, Nancy đã nằm coi như khoảng gần 2 tháng đi không có được, cái nhảy cò cò vậy đó. Mà Nancy uống có 2 ly thôi, cái ly đó là 8 ao, uống 2 ly thôi là tự nhiên cái Nancy hết đau chân. Thì từ đó Nancy uống, nấu uống luôn mà nó uống nó thơm, nó thích lắm. Là tại vì Nancy bỏ cái vỏ thơm vô, rồi Nancy bỏ gừng, nghệ, rồi bỏ cam thảo á, giống như cinnamon đó, Nancy bỏ vô. Thì nấu uống nó thơm thơm mà nó ấm người, mà uống thích lắm, uống coi như là ghiền luôn. Rồi cái Nancy cứ uống vậy đó. Thì Nancy uống, Nancy cảm giác hình như là chẳng những nó làm cho Nancy hết đau nhức dạo trước. Các bạn biết không, Nancy hay đau mấy cái lõi, cái tai của Nancy, mấy cái lõi này nè, nó đau lắm. Có thể là Nancy làm vườn nhiều rồi Nancy ẵm con đó, tại con Nancy cũng còn nhỏ, mà Nancy làm việc nhiều lắm. Thì nó đau tai nào tối ngủ nhất, giống như là ai lấy cây đánh đập mình, nhất là như mấy cái lõi xương như nó muốn rớt vậy đó. Mà Nancy uống từ từ, Nancy không có thấy nó còn cái cảm giác đó nữa, mà ngủ rất là ngon. Cho nên Nancy giống như rất là vui, Nancy chia sẻ cho bạn bè người thân. Nên bây giờ hôm nay Nancy làm cái video này để hướng dẫn cách làm cho các bạn, nếu mà các bạn nào trong tình trạng giống như Nancy đó. Bây giờ bắt đầu mình nấu cái nước uống này nha. Rồi, công thức này rất là đơn giản nha. Mình cần một trái thơm nè. Thơm mà các bạn muốn mua mà thơm sao biết thơm ngon á, thì các bạn phải lựa mấy cái nấc nè. Cái nấc này nó phải to đều vậy nè đó. Thì trái thơm này sẽ ngọt ngon nha. Củ gừng này thì nó hơi nhỏ cho nên Nancy sẽ xài 2 củ gừng nha. Ngày thì Nancy xài 4-5 củ gì đó vậy nè. Rồi, cinnamon stick. Cái này tiếng Việt mình nó kêu là cam thảo đó. Thì cái này Nancy biết là nó trị giống như tan đàm, thông phổi này kia đó, mà nó cũng giúp mình trong cái mùa cảm cúm này rất là nhiều ha, cảm ho rồi đó. Thì Nancy cũng
bỏ với loại phần á, mình để nó ngọt, cái này nó tạo ra cho cái nước nó hơi ngọt ngọt mà nó thơm lắm, mình dễ uống hơn. Nhưng mà nãy giờ biết có nhiều người cũng không có thích cái mùi này, thì không thích thì đừng có bỏ vô nha. Trước tiên là mình cắt cái đầu bỏ. Như phần sau thì nó có mấy cái cọng này nè, mình phải gạt bỏ luôn cho nó dễ rửa, nhiều khi bụi á, bụi nó bám luôn. Thì các bạn biết là tại vì mình nấu cái vỏ thơm cho nên mình phải rửa trái thơm cho thật là sạch nha. Rồi Nancy sẽ rửa trái thơm này bằng nước ấm nha. Nước đầu tiên mình rửa thì mình bỏ đi. Mình sẽ mở nước thứ nhì ha. Nó nước ấm ấm nha các bạn. Nó cao lên nên mình quay quay đi. Tại vì mình lấy cái vỏ mình uống á, cho nên mình bỏ chút xíu baking soda lên trong cái nước này. Bỏ chút xíu vô cho nó sát trùng với thơm á, giờ mình ngâm khoảng 5-10 phút gì đó cho nó sạch. Rửa nó qua bằng nước nữa. Rồi mình cắt nó ra. Sợi sợi là cho cái gừng nó ra hết các bạn phải không? Mình để củ dày quá nó sẽ đi hết. Đập nó thì cũng được nhưng mà anh em không có thích đập, đập cái nó ra cái lượng dụng á, nhiều khi nó lợn cợ mình khó lược á. Mình cứ cắt mỏng mỏng này đi. Nghệ thì mình cứ cắt mỏng mỏng thôi.
cinnamon stick này bỏ vô mình ngâm nước cho nó rửa một chút xíu sợ nó dơ. Để nó bên. Là cái cùi thơm thì nó hơi dơ thì mình cắt bỏ đi. Chút xíu này thì mình sẽ cắt liền. Khi nó trong cái kẽ bụi bặm mình rửa hết á. Bây giờ rồi mình cắt trái thơm là cái phần này mình giữ nha. Bạn thấy á, thường mình ăn thơm mình luyện mấy cái đó không, các bạn thấy nó cũng phí quá chừng thôi, nhưng mình biết nó là thuốc á thì mình giữ lại. Thì như thế này mình cũng gọt luôn. Cái này gọt sao không có luyện nha, mình giữ lại. Cái thơm của mình nó còn dính cái này thì mình lấy nó ra, nhưng mà cái này mình cũng giữ luôn. Thế gọt mấy cùi xong thì giờ mình cắt. Thì đây là cái cùi thơm nè các bạn thấy không? Mình đem đi nấu luôn, mình không cắt. Giờ cái cùi khác mình cũng cắt ra luôn. Thử cái thơm không, nó chua nó ngọt nữa. Giờ mình cắt cái thơm này mình để dành. Mình ăn từ từ hay bỏ trong đá làm sinh tố cũng được, hay nó cũng chua gì đó. Nó thơm cắt ra được nhiêu đây, nghệ thì nó sẽ cắt được nhiêu đây nè, đó nghệ gần với lại cinnamon. Còn cái này thì để dành để đâm đá ăn, nó không chua vậy nên sẽ ăn thử không biết nó chua hay ngọt. Bây giờ bỏ hết mấy cái thứ hồi nãy vô.
Bây giờ mình bỏ nước vô nha. Mình sẽ bỏ 1 ga lông nước vô. Giờ đúng 1 ga lông nước thôi. Đó, các bạn bỏ chút xíu muối biển vô nha, sea salt đó, xíu vô. Cho mình quậy lên. Nancy tự làm, tự nấu, tự quay nó hơi khó các bạn đó. Rung. Đó, mình quậy nó lên, nó đều đi. Nancy đang ở lửa 2 luôn đó, nấu cho nó sôi lên đi. Để nó xuống. Mình không có muốn nó quá nóng hoặc nó quá sôi nó chết vai đầm men của mình á, cho nên mình nấu nó vừa nóng lên thôi. Rồi bắt đầu mình tắt lửa nha. Nó lên bọt, nó sôi nè các bạn thấy không. Như sau nửa tiếng này lấy 30 phút. Nó sôi lăn tăn vậy thì nó sẽ đậy nắp lại. Để nắp lại thì Nancy sẽ chỉnh lô thôi nha. Thì Nancy để vậy cho khoảng 15 phút. Đó thì sau khi 15 phút thì Nancy tắt lửa nha. Nancy mở ra cho các bạn coi. Ta-ta! Đó thì nó thành vậy. Đó, ai muốn uống liền mình lấy ra, còn không á thì mình để nguội thịt nguội lược ra mình uống từ từ. Thì giờ lên xe lược ra nha. Đó thì giờ đây sẽ lấy cái lược này thì lược ra nha. Nancy đổ 1 ly Nancy uống thôi, còn mấy cái kia thì Nancy để cho nó nguội nha. Thì giờ nó lượt xong mình sẽ đổ vào cái này. Thì nó ra cái ly màu vậy nè, các bạn thấy không? Rất là nóng luôn nha. Nóng dữ lắm. Rồi, rồi. Đó thì ly trà của mình. Đó, sau khi Nancy lược ra thì nấu xong cái màu nó rất là đẹp các bạn thấy không. Lần đầu Nancy uống á, Nancy tưởng nghệ á, với gừng vô nó có uống, thật ra không có. Nó có cái cam thảo với thơm vô, nó thơm lắm, mình không có nghe được cái mùi nghệ nữa. Thì Nancy thích uống ấm hơn, tại giờ là mùa đông đó. Nóng dữ lắm. Thì Nancy sáng uống 1 ly, tối 1 ly vậy đó. Hồi lúc mà Nancy đau chân á, cho Nancy uống có 2 ly vậy nè. Mà thấy nó hết đau, cho Nancy nói trời, Nancy không biết nào tưởng tượng luôn á. Rồi video của Nancy đến đây đã hết nha. Xin chào mọi người. Đừng có quên like và subscribe cho Nancy nha, để Nancy làm thêm những video mới cho các bạn xem nha. Ăn thử nha. Ngọt. Ngọt quá luôn.